Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ giúp cho nhà Đường đi đến thống nhất, thịnh vượng, khai nguyên thịnh đế. Ngược với quan điểm của một số nhà sử học khác, còn so sánh giữa công và tội cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan vừa ngu xuẩn, thành tích trị vì thiên hạ trong 21 năm không có gì đáng kể. Ngoài việc giết người không gườm tay và loạn dâm không trừ một ai, dù sao đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim, và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Lời nói gần như khẳng định tự mình không thể làm gì được hơn nữa, khiến Tiêu Thục Phi khóc lớn van nài. Thiếp biết bệ hạ không thể tự quyền, nhưng bệ hạ vì tình nghĩa xưa kia mà cố gắng tìm cách nào cho chúng thần thiếp ra khỏi nơi địa ngục này. Dù phải đói khổ hay vất vả nơi biên địa, vẫn còn hơn là sống ở gần bệ hạ mà chẳng bao giờ được thấy long nhan. Cao Tông hết sức xúc động, từng lời nói như từng nhát dao nhọn đâm vào tim. Ông chợt nhớ tới những giây phút ngày xưa biết bao đằm thắm, ân ái nghĩa tình, bồi hồi hứa hẹn. Chậm thật chưa biết phải làm sao, nhưng Hai Khanh đừng quá lo lắng. Thế nào chậm cũng tìm được phương cách cứu Hai Khanh ra khỏi lãnh cung. Dù có phải hạ mình năn nỉ Võ Hậu, chậm cũng không từ nan. Nghe vậy, Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi hết sức mừng rỡ. Lúc đó mới chịu bước ra khỏi chỗ tối để cho Cao Tông nhìn mặt. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn rồi Cao Tông càng thêm đau lòng, bởi dung nhan mỹ miều của hai mỹ nhân nay còn đâu nữa. Họ tiều tụy vì đói khát, vì sự tra tấn về mặt tinh thần, vì lo lắng cho mạng sống mong manh như sợi tóc, nên chưa tới nửa năm đã già hẳn đi. Mái tóc của Vương Hoàng Hậu ngày nào mượt như tơ, nay đã xuống màu lấm tấm điểm chút hoa bạc. Cả hai quỳ xuống làm lễ bái tạ Cao Tông trước, khiến ông nặng trĩu nỗi lo âu. Vì sự xúc động, Cao Tông buột miệng nói ra lời hứa hẹn. Thật sự hoàn toàn chẳng biết làm thế nào giữ trọn lời hứa đó. Thậm chí ông chắc chắn sẽ không dám nói với Võ Tắc Thiên một lời nào về tình cảnh của họ. Nói ra tức là thú nhận, mình còn quan tâm đến, còn lén lút thăm viếng, có khác gì đổ dầu vào lửa. Thế nhưng tình cảm xui khiến, Cao Tông vẫn lặp lại lời hứa lần nữa, với hy vọng sẽ nhờ đến các đại thần, trong đó có cả Nguyên Lão Đại Thần Trưởng Tôn Vô Kỵ giúp sức một tay. Ông mong rằng họ có đủ khôn khéo đưa ra lời can gián với Võ Hoàng Hậu, giúp cho hai người thân yêu trước kia của mình có hoàn cảnh dễ thở hơn. Cao Tông không dám nghĩ đến việc phóng thích hai người, chỉ cầu mong sao họ sống đầy đủ và yên ổn hết cuộc đời ở nơi lãnh cung. Thế là mãn nguyện lắm rồi. Cao Tông còn muốn nán lại chút nữa, nhưng lòng hết sức hồi hộp, bị phát hiện nên vội nói lời từ biệt rồi nhanh chân đi luôn. Khi ra khỏi phạm vi lãnh cung, Cao Tông mới chậm bước thở phào, trút bỏ mọi nỗi lo lắng. Thế nhưng lo lắng không còn thì tâm tư lại nặng nề với biết bao nhiêu toan tính. Làm thế nào đây? Mãi suy nghĩ, Cao Tông không hề nhìn thấy bóng hai cung nữ lén lút rời khỏi vườn Thượng Uyển. Võ Tắc Thiên dùng thủ đoạn ủy mị quyến rũ Cao Tông vào con đường loạn luân, quên hết mọi đạo đức nên mới dám đưa mình về hoàng cung. Vì vậy, nàng thừa biết nếu có ai tài nghệ cao cường như nàng, thì Cao Tông sẵn sàng chạy theo, bất chấp cả vương pháp lẫn đạo lý luân thường. Do vậy, Võ Tắc Thiên phải tự bảo vệ mình, bố trí một hệ thống tai mắt hết sức tinh vi và dày đặc.
họ có nhiệm vụ do thám tất cả những gì xảy ra trong phạm vi hậu cung, từ những lời nói hay hành vi lén lút của bọn thái giám, cung nữ, cho đến hành vi của đấng thiên tử. Chuyện nhỏ nhặt nhất cũng phải báo cáo cho bà ta biết. Càng nhiều báo cáo, thậm chí báo cáo vu vơ không căn cứ, báo cáo láo cũng vẫn được chấp nhận và ban thưởng. Do vậy, không việc gì trong hậu cung mà bọn cung nữ không mau chóng báo lên để mong được Võ Tắc Thiên khen ngợi và ban thưởng. Ngay khi về tới Hoàng Cung, Võ Tắc Thiên đã được mật báo đầy đủ sự việc xảy ra sáng nay. Bà không nổi cơn lôi đình lập tức, nhưng đôi mắt lại lóe lên mấy tia xanh biếc. Bà muốn để cho Cao Tông tự nói ra, ít nhất ông ta cũng phải có chút can đảm mới là người biết trọng tình nghĩa. Thế nhưng mãi đến giờ ngự thiện buổi tối, thấy Cao Tông cứ cắm cúi ngồi ăn, không nói lời nào, nên Võ Tắc Thiên đành phải hỏi trước. Thần thiếp nghe nói là buổi sáng nay bệ hạ dạo chơi trong vườn, có lẽ nhờ thuốc tốt nên sức khỏe phục hồi, tâm thần sảng khoái đôi chút rồi chăng? Cao Tông giật bắn người lên, làm rơi cả đôi đũa ngà đang cầm trên tay, ấp úng đáp: Phải, hôm nay trẫm thấy trong người khỏe mạnh hơn những ngày trước. Võ Tắc Thiên cười gằn, hỏi có vẻ châm biếm: Phải chăng bệ hạ vui vẻ vì hoa nở nhiều trong vườn thượng uyển, hay là đã được gặp mặt người tình cũ? Bệ hạ vẫn còn thương hoa tiếc ngọc lắm phải không? Lần này Cao Tông chết điếng trong lòng, không thể ngờ mình đã cẩn thận như vậy mà Võ Tắc Thiên cũng biết được. Tốt nhất là cứ chối phát. Cao Tông giả vờ ngơ ngác: Ái khanh nói gì vậy? Người tình cũ của trẫm là ai? Trong lòng trẫm hiện giờ chỉ có mỗi ái khanh. Có ái khanh là có tất cả rồi. Võ Tắc Thiên cười nhạt nói thẳng: Chắc bệ hạ thấy họ Vương, họ Tiêu khổ sở thì đau lòng lắm phải không? Đã lỡ phóng lao, Cao Tông đành phải theo lao, lắc đầu quầy quậy: Ái khanh nói gì à? Trẫm không hiểu. Sao lại nhắc đến họ Vương, họ Tiêu trong khi chúng ta đang vui vẻ như thế này? Một lần nữa đôi mắt mèo của Võ Tắc Thiên lại lóe lên ánh chớp xanh biếc. Ánh mắt ghê sợ này tắt rất mau, chứng tỏ bà ta đã cố kiềm chế. Thế nhưng nỗi tức giận vẫn lộ ra ngoài bằng những tiếng hừ hừ nho nhỏ trong cổ họng trước khi Võ Tắc Thiên thốt ra lời nói: Thần thiếp nghe rằng bệ hạ du ngoạn xem hoa cho đến tận cuối vườn, nấn ná ở đó khá lâu đấy. Chẳng lẽ không thăng viếng người ngọc thủa trước hay sao? Chắc chắn tiền tị họ Tiêu đã nói gì với bệ hạ rồi chăng? Võ Tắc Thiên là người rất sắc bén, thừa biết tính tình ôn nhu chịu đựng của Vương Hoàng Hậu, sẽ không nói lời trách móc giận dữ. Chỉ riêng Tiêu Thục Phi thể nào cũng không chịu đựng được, phải là người mở lời oán trách nên mới hỏi như vậy. Bị đi quốc trong bụng, Cao Tông tái cả mặt nhưng vẫn cố chối: Quả chậm có đến cuối vườn nhưng không hề thăm hay viếng ai cả. Cao Tông vuốt đuôi Võ Tắc Thiên: Chậm biết ái khanh đã thủ xếp cho họ tử tế, lại chưa nói qua với ái khanh một lời thì đâu dám tự tiện như vậy. Lời nịnh nọt của Cao Tông hoàn toàn không có tác dụng. Nỗi tức giận dâng tràn trong lòng Võ Tắc Thiên. Thế nhưng hoàng đế không bao giờ nói chơi, nên nếu gạn hỏi nữa, tất Cao Tông sẽ không bao giờ chịu thú nhận sự thật.